Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết, gần 50 năm đã trôi qua, trong tâm khảm mỗi người Việt Nam, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương vẫn là những vùng ký ức nhắc chúng ta về những thập kỷ khắc nghiệt nhất của dân tộc, về sự chia cắt, phân ly, đồng thời cũng là biểu tượng của đức hy sinh, của tình yêu thương và lòng nhân ái, của hòa hợp và hòa giải dân tộc. Chương trình nghệ thuật Chung một dòng sông là nén hương thơm thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Đây cũng là món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến những người dân đôi bờ Bến Hải với mong muốn Quảng Trị năm xưa kiên cường, trung dũng, ngày nay không ngừng phát triển, mạnh giàu. Với 50 nội dung chính, khát vọng, hạt giống hòa hợp vượt qua chia cắt, tình yêu quê hương xứ sở, chung tay xây dựng phát triển, giữ gìn đất nước, cùng chung tiếng Việt yêu thương và thế hệ mới cội nguồn xưa, chương trình nhằm hướng tới thông điệp hòa hợp đoàn kết dân tộc xây dựng đất nước. Chung một dòng sông không chỉ mang ý nghĩa nước non đã nối liền một dải mà còn mang ý nghĩa nối liền trái tim, tình cảm của những người con đất Việt bằng tình yêu quê hương và tinh thần dân tộc.